Trước khi xem video, các bạn hãy nhớ ấn vào nút like nếu các bạn thích các video mà Mr. Việt làm và ấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho Mr. Việt. Rồi đừng quên ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chúc các bạn xem video vui vẻ. À. Hai. Ôi, mẹ thiên hạ! What the fuck? Và bây giờ mình sẽ cùng với cả tờ lờ này, nấm và carrot, ok, carrot và nấm ở bên đội lam nha. Ok 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 ok. Ủa đội đội xanh là gì? Đội xanh là trốn hả? Xanh là đi trốn hả? Trốn xanh là trốn hả? Ủa? Bay bắt. Sao xanh là đi trốn mà sao anh lại đứng cùng Lucy vậy? Tại vì nãy anh chuyển team á. À ok ok. Ok đi trốn đi mọi người. Ăn vô nấm ơi. Lucy đi trốn Lucy. Nãy giờ anh thua rồi. Lucy tìm xanh đi trốn đi. Đi kiếm cho tao là ô trời. Chúng ta là con đây. 3, 2, 1, đi tìm. Trời em mới nghe ông nắm ông khoe ấy luôn. Khoe ấy khoe gì vậy? Ấy con gà vậy? Hai con hươu rồi. Đó. Hai con hươu, có hai con hươu trong này. Chết rồi, chết cả hai con rồi. Vô đi tao đâu. Sao con... Ủa không phải con bò, nó con bò. Mình là Hải Vũ á nha, đi tìm đi. Hải Vũ là con gì? Cố gắng chém cửa nha tờ lờ. Chào bạn gà. Đang giả khùng á, tìm lắm này. Chào bạn gà. Kinh nghiệm của mấy bắt đầu đây rồi là phải đứng cạnh mấy cái bụi cây đi, dễ núp á. Anh chỉ núp. Anh tìm nào vậy? Bạn gà lấy con hang giỏi vậy. Bạn gà ơi. Lucy đâu? Đâu, từ. Gà gãy cổ à. Tao tiếp nhau kìa. À, đây em đang đứng trước bạn gà gãy cổ nè. Hả? Ủa sao? Ủa không phải. Tao rồi, không phải. Hai người ơi, sai người sai thời điểm rồi. Con gà rồi. Rồi. Cái đó, mình chơi công bằng mà ha, mình đâu gửi gì được đúng không? À không phải, con này. Chơi con rồi, đây à? Phải không? Không phải. Lên, mình đẩy đây, chơi chỗ đây. Ai cơ là con gà, cơ là con gà. Em, đúng rồi. Gà. Gì cả. Còn một con heo cuối cùng á. Con heo, đúng rồi. Không phải. Em nè. Ủa, cái đâu hả? Yeah. Nó là con gì hả anh? Yeah. Anh vật, anh nhìn lên nè. Hả?
Sao đứng, em đứng trên đâu anh quay ấy? Đừng lụm nha, đừng lụm nha, đừng lụm nha. Ê, cái bánh màu vàng là con gì ấy? Ờ, con gì em cũng biết, đi ra rồi hắn ăn anh, chứ đừng ăn. Ok. Lại. Lucy không được đi theo nha. No. Không, Lucy không đi sao, Lucy đứng đứng sau rồi. Mình bấm F5 rồi. Ôi, ông ngấm ấy. Nắm đi hẳn vào trong ấy. Ôi, trong ấy. Ôi, nắm đi. Một. Ê, chết. Một, hai, ba, bắt đầu. Chào bạn ơi. Thôi đâu rồi. Chào bạn. Cái tấm kia. Nhìn chung quanh, nắm vai tay. Chết luôn đi. Chào bạn. Chết. Có cừu. Ôi, cậu nắm. Không phải. Đúng rồi, có cừu đó. Bạn trời, nắm vai nhìn xung quanh kia. Anh giờ thấy em không? Có. Nắm vai nhìn thấy hả? Nắm vai nhìn thấy hả? Nắm. Trưởng à. Bật đồ lấy ơn thôi. Nắm nhìn xung quanh người nắm ơi. Trời ơi, hai người này không nhìn thấy hả? Đừng chảy. Nhìn xung quanh đi. Đó, đừng chảy. Đâu ta? Nhìn xung quanh. Trời sáng là sao? Kêu thì nhìn xung quanh. Chạy đi. Từ đi. À, có một cái bật cánh. Quả báo đó. Ủa đâu rồi, vịt đâu rồi? Ủa Caron đâu? Caron còn sống không? Giờ sao? Giờ đi rồi. Đây, cô đây. Rồi sao? Cái rồi tại sao lại leo lên nóc đứng ngay cái rồi? Từ từ nha. Cho tôi đi trốn cái nha. Nhát bạn ơi. Đi trốn. Em ơi đi trốn đi. Đâu đó? Lucy đâu đó? Ai Vũ hả? Tôi sẽ nấp chỗ này các bạn ơi. Không chơi đứng như cái đòn nữa nha. Cái đòn đứng hay Vũ ấp. Ô nắm chỗ rồi. Vô đây em lấy cái kiếm mà. Ok đi ha. Mấy hai vụ này đi lại chung với mình vậy? Kiếm đâu? Nè, kiếm trong rương nè. Chỗ đây các bạn ơi, chỗ đây. Okay. Chào rồi, chào em, chào chú gà ngu ngốc. Anh đang thích chơi khai à. Hello mấy cưng. Trời nó ra rồi đây. Lucy ăn cả bánh, ăn cả bánh nha, có chừng rồi. Có gà. Gì hả? Con gà đồ player hả mấy con? Nhường thôi, không muốn chừng tốt hơn. Chỉ là một trò chơi thôi. Mình đã né rồi, mình đã giả đi rồi. Đó thôi, ổ anh vật đâu, tại anh vật. Rất lẻo các bạn ơi, mình có giúp chừng khó chừng các bạn ơi. Dạ đi rồi. Vậy điên hả? Ê, coi trong bụi. À đây, biết ảnh ở đâu rồi. Ảnh đâu? Không có trong bụi. Ảnh đây nè, anh bên đây nè. À, bên đây. Ê, Lucy chơi đĩa. Này đâu đó. Trong đám này chắc luôn. Trời, có bả đĩa, bả đánh ta kìa trời. Trời, em thấy vợ da của gà đẹp rồi. Đánh hết. Rồi, đánh đi. Giờ con gà sắp hết là dây rồi, con gà sắp hết là dây biến hình rồi. Chạy vô trốn ăn anh. Quanh rồi, ai đâu. Trời ơi, chết rồi nha. Ôi, trời ơi. Trời ơi, nổi à, chi vậy em xin phép mọi người. Đỉnh. Trời ơi, ok rồi. Ép rơi hồn. Lucy thở được 13 này. Lâu lâu xíu. Lucy liếc hoàng cái gọi sống lên mượn thịt dịch luôn. Làm bạn nữa. Bạn nữa đây. Làm bạn nữa nghe. Làm game nữa đi. Mấy bạn này tài cho mình đi. Đừng có nói chơi của mình nữa. Cái này hôm nay anh đâu nhỉ? Anh nè. Ai quay kẻ em nữa. Cứ bấm máy quay đi. Không, dạ. Em không có. Ý là ai đặt đó? Cái này liếc hoài vậy? Anh nè. Ủa clip em mà, anh nói nhỉ? Ai đi chối đi. Ủa clip em mà. Cho nằm chỗ nè. À cho Lucy chỗ nè. Đấy em trốn nữa. Em cũng bên đây sẵn rồi chờ. 3 2 Ôi mẹ thiên hạ. What the fuck.
Như này sao mình đứng em trả lời? Như này chị biết con à? Chưa, đếm. Anh nắm, lên game. Lên đây nè. Okay, bây giờ trận này mình sẽ tiếp tục mình đi tìm không? Chặn đường Lucy bán trước Lucy. Lucy ở trên điểm map nha. Lucy thấy là phải kêu anh nha. Được chưa? Lucy là team trốn á. Ok, mình sẽ đi kiếm Lucy. À, quên Lucy trốn. Lucy thề luôn, tinh mắt mãi luôn. Tần lờ vừa mới bảo chui vô cái Lucy liếc ra mình luôn. 3 2 1. Chạy đúng rồi, hên quá. Caron thấy à. Anh nghi một số con gà đó đang anh bấm sao anh thấy được à? Chạy tinh mắt rồi. Thì con nào di chuyển bất thường mình thấy cái chuyện thấy nha, mít tôi dịch chuyện em. Có con gà gì vậy? Không phải hả? Ông tính là mấy con gà nó cũng biết ngoẹo đầu luôn á. Chết. Trong đám này rồi đúng không? À, đây rồi. Chắc là chạy đâu. Trời ơi, hai con gà đậu trên giường kìa. Còn một con nữa chạy ở đây. Chạy đây. Chạy đi đâu? Trời ơi, sống cái nồi chết luôn rồi. Lucy. Rồi lấy ở đâu rồi? Các bạn thấy Lucy kêu nha, để anh đang chạy luôn. Rồi lấy tìm đi. Rồi xong, chết Lucy rồi. Lucy đâu rồi Lucy? Các bạn chém từ từ thôi, đừng chém bừa cho người ta đang nhìn. Tao tao còn nếu bạn nào thích cái series này của mình nhớ để lại một comment ở bên dưới để mình sẽ tiếp tục làm cho các video sau nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye.